Ung thư phổi giai đoạn đầu ngoài triệu chứng ho khan còn phát hiện ra 4 tín hiệu báo động này. 1. Mắt bị sưng lâu ngày. Một trong những triệu chứng rõ ràng nhất khi ung thư phổi xuất hiện là tình trạng sưng mắt, bao gồm cả sụp mí mắt. Điều này chủ yếu là do khối u trong phổi bắt đầu di căn, nó sẽ dễ dàng chèn ép các mô thần kinh của mắt, dẫn đến sưng tấy. Đôi khi nó cũng chèn ép vào tĩnh mạch lớn bên phải, làm xuất hiện tình trạng sưng tấy ở lưng, ngực, thậm chí là cổ. 2. Đau ở cánh tay. Khi làm một số công việc phải dùng sức, cánh tay sẽ dễ bị đau mỏi nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu bạn không vận động nhiều mà cánh tay lại có hiện tượng đau mỏi thì không nên chủ quan bỏ qua. 3. Khó thở. Nếu đang hoạt động bình thường lại đột nhiên cảm thấy khó thở thì nên chú ý, bởi đây có thể là do khối u mô phổi gây bít tắc đường thở. Điều này sẽ ảnh hưởng đến quá trình không khí lưu thông đi vào trong cơ thể gây khó thở. 4. Hạ thân nhiệt trong thời gian dài. Người mắc ung thư phổi có thể gặp phải hiện tượng sốt nhẹ khoảng 38 độ, kéo dài nhiều ngày. Dù có dùng thuốc hạ sốt cũng không thể kiểm soát được do nhiệt gây ra bởi sự hoại tử của các tế bào khối u trong cơ thể. Tế bào ung thư phổi thường bị kích thích khi gặp 4 kiểu người này. 1. Người thường xuyên hút thuốc. Trong số 69 chất gây ung thư có một số chất như hợp chất thơm có vòng đóng, benzopyrene hay là nitrosamine. Khi các hóa chất này tác động lên tế bào bề mặt của đường hô hấp và gây viêm mạn tính, phá hủy tổ chức, biến đổi tế bào dẫn đến dị sản, loạn sản rồi ác tính hóa. 2. Người mắc bệnh phổi không được điều trị. Người nào mắc những bệnh về phổi mà không điều trị dứt điểm thì khả năng mắc ung thư cũng sẽ cao hơn hẳn những người khác, ví dụ như bệnh lao phổi, bệnh giãn phế quản. 3. Người sống trong môi trường bị ô nhiễm. Nguyên nhân được lý giải rằng khi hít quá nhiều không khí ô nhiễm, các chất ô nhiễm cực nhỏ trong không khí có thể lọt qua hệ thống miễn dịch của cơ thể, xâm nhập sâu vào hệ hô hấp và tuần hoàn, sau đó dần làm hỏng phổi, tim và não của con người. 4. Người có tiền sử gia đình mắc ung thư phổi. Nếu bệnh ung thư phổi xuất hiện tại gia đình bạn, có thể có nhiều hơn một người trong gia đình mắc bệnh. Lý do đầu tiên là các thành viên trong gia đình thường có cùng lối sống và môi trường. Ngoài ra, gen di truyền đóng vai trò quan trọng trong các nguyên nhân gây ung thư phổi.